Chào mừng quý vị và các bạn đã ghé thăm website mua bán đất Đông Anh.net. Chúng tôi đang xin mời quý vị và các bạn ghé thăm lô đất có diện tích là 60 m² tại thôn xóm 2, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Trước mắt quý vị và các bạn là mặt tiền của lô đất rộng khoảng 4 m. Đường trước mặt của mảnh đất thì rộng 3 m, khoảng ô tô con 4 chỗ thể đi vào thoải mái. Xin lưu ý quý vị và các bạn, đây là một con đường thông nối từ hai đường trục chính của thôn Vĩnh Thanh, và đường mảnh đất thì gần thẳng một đường mà có thể dẫn thẳng ra khu chung cư và được dẫn lên cầu Nhật Tân luôn. Chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn theo dõi đường dẫn ra khu chung cư và dẫn ra cầu Nhật Tân. Đây chính là con đường dẫn ra khu chung cư và nối thẳng vào đường dẫn lên cầu Nhật Tân. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy khu trường học cấp 2 đang xây dựng. Từ mảnh đất mà ra đến khu chung cư và đường dẫn lên cầu Nhật Tân chỉ mất cỡ tầm 150 m. Từ mảnh đất đi thông thẳng bên phía bên phải là quý vị các bạn có thể đi thẳng lên đây, nơi mà dự án con đường 16 m đang được xúc tiến triển khai. Trước đây thì lịch sử giao dịch của những lô đất như thế này ở khu Vĩnh Thanh, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội thì có giá lên tới khoảng xấp xỉ 40 triệu đồng. Còn hiện tại thì quý vị các bạn đã nhìn thấy rồi đấy ạ. Chúng tôi đang chào bán lô đất có diện tích 60 m², mặt tiền 4 m, sâu 15 m, với cái giá 22,5 triệu đồng. Giá trên sẽ còn được thương lượng khi mà gia chủ và quý vị các bạn có nhu cầu liên hệ trực tiếp với nhau. Nếu quý vị các bạn thấy lô đất trên là một sự lựa chọn hợp lý thì quý vị các bạn hãy nhanh tay bấm số trên màn hình liên lạc trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi rất vui lòng được phục vụ quý vị các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ghé thăm website mua bán đất Đông Anh.net của chúng tôi.